Tiếp nối chương trình ca nhạc và tặng quà của quán ngõ hôm nay, chúng tôi lại nhìn vào cái bàn quà này và lại tự bốc thăm lấy một bạn gái lên để làm cái công việc mà nhận và tặng quà như hai bạn đầu tiên. Sau đây tôi xin mời một bạn nữ có tên là Mai Uyên lên sân khấu. Mến mời tất cả mọi người cho Mai Uyên một tràng pháo tay. Rồi, xin mời em. Rồi, em là Mai Uyên à? Đây, bây giờ trong này có toàn là đàn ông, nhưng mà chẳng biết là tuổi tác bao nhiêu, có thể là một ông già, một là bạn trẻ đẹp trai. Bây giờ mến mời em bốc một cái lá thăm trong này. Em đọc lên cho mọi người cùng biết. Vâng ạ, lời đầu tiên cho phép em gửi lời chào tới toàn thể các anh chị đã có mặt ở quán ngõ ngày hôm nay ạ. Và vinh dự cho em được là người thứ hai lên bốc thăm, và tuy không biết là sẽ được một chú, một anh hay là một bác nào được tặng quà thì em bốc vừa, và trong mẩu giấy này có ghi là anh Đức ạ. Vâng ạ, một tràng pháo tay cho anh Đức ạ. Ai là anh Đức? Mến mời anh Đức lên sân khấu. Mời em. Đâu quà đâu. Đây, mời em nhận một cái phần quà trong này, em chọn đi, rồi em tặng cho cô bạn gái đấy. Đây, mời tặng em. Em cảm ơn anh. Vâng, thì hôm nay cũng nhân dịp ngày lễ tình yêu thì chúc em và bạn trai luôn luôn hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Em cảm ơn anh ạ. Và nhân tiện đây thì em cũng xin gửi lời chúc tới tất cả mọi người ở đây là sẽ luôn yêu và được yêu ạ, thì cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn ạ. Em xin hết ạ. Cảm ơn hai bạn rất nhiều.